mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì mình là Nguyễn Đắc Huy. Hôm nay thì là một cái ngày cuối tuần và đang là 15:30 chiều. Thì mình đang có cái buổi đi cà phê thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi của mình. Thì dự định của mình sau khi uống cà phê xong thì mình sẽ đi shopping để sắm những cái đôi giày cho một năm mới. Thì chút nữa mọi người hãy theo chân mình nha. Let's go. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái nơi mua sắm giày rất là uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cái nơi mà có rất là nhiều cái hãng giày để cho tất cả mọi người lựa chọn. Địa chỉ là nằm ở số 27 đường D52, phường 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình vào xem trong shop có gì nha. Let's go! Hello em. Dạ, chào anh. Anh tới lựa vài đôi giày trước. Dạ. Ok, có gì thì anh cần anh gọi em nha. Dạ vâng. Bây giờ thì mình đang ở một cái gian hàng ở bên đây có Nike nè mọi người. Đây thì có Adidas luôn. Và ở bên này có Deporte, Soma với là Puma nha mọi người. Ở ngoài Thanh Hùng Futsal có rất là nhiều giày, những cái hãng giày khác nhau. Thì ngoài ra thì mình còn có thấy ở bên này có Vớ nè. Vớ là hãng gì vậy anh? Này có chữ nè, Activator nè. Nhưng mà anh thấy ở bên Nhật người ta đang xài cái đôi vớ này rất là nhiều luôn. Nhưng mà giá hơi cao nha, 490 mấy ngàn đôi hay gì á. Nhưng mà đúng rồi. Nhưng mà cái vớ này nó cái ngón cái của em nó sẽ lòi ra nè. Nó lòi ra còn bốn ngón kia chứ không phải là như một vớ mình mang bình thường nha. Có điều kiện thì nên mua một đôi đi. Ngoài ra thì có như mình thấy bên này có Camito đó nha mọi người. Camito Tuấn Anh. Ngoài ra thì còn có quần áo. Đây là hãng của Brand Sport nè mọi người, một cái local đến từ Thái Lan. Đây là một cái mẫu áo T6 Wario 12 mới của Brand Sport dành tặng cho fan hâm mộ tại Việt Nam. Thì cái áo này có điểm đặc biệt là được làm bằng chất liệu cotton 100% nha mọi người. Nó có một cái đường sọt kẽ dọc, logo và Brand Sport ngôi sao được thêu ở trên bề mặt áo, nhìn rất là nổi bật. Nếu mà các bạn yêu mến và ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam thì nên mua chiếc áo này để mặc, để thể hiện tinh thần yêu nước. Ngoài ra thì còn có áo thi đấu mọi người. Áo thi đấu này là hôm trước đội tuyển Việt Nam hay là Futsal đều thi đấu World Cup mặc mẫu áo này nha. Cái này chưa có in gì hết. Ở bên này thì mình thấy có một số bóng nữa nha mọi người. Bóng thì có bóng động lực nè. Những bóng động lực này thì như mình thấy là có thi đấu giải V-League nữa. Ở trên đây thì mình thấy có rất là nhiều ảnh của KOL, những người nổi tiếng và những khách hàng thân thuộc của Thanh Vũ San. Trong đó có tôi nha anh em. Idol hả? Idol Huy hả? Ok, tôi nè anh em ơi, đây nè, bộ sưu tập Choma mới nè anh em. Đây là có Minh Chí nữa nè. Nam nữa hả? Vân Ý. Có cả Bắp nè, Ngô Kiến Huy. Team Thái Lan nè, ăn nhậu quán ốc vỉa hè tại Việt Nam nha anh em. Mấy cái này dùng để làm gì anh? Mấy bình xịt hả? Bình xịt này ngăn ngừa chấn thương nè, cái này như xịt trước trận đấu nè em, làm nóng hơn. Nóng cơ hả? Ừ. Còn cái này? Cái này là như là sau chấn thương mình xịt để giảm đau, còn cái này thì mình xịt để cho làm nóng, mình đỡ phải khởi động nhiều á. Được á, mình mua về. Cái này loại xịt, còn cái này dưới này dạng gel nè em. Có cái nào rẻ hơn thì mua. Test cho mấy anh trong đội. Ở bên này có thêm một số mẫu Mizuno nè phát. Em thấy đôi này cũng được nè anh. Ừ, đôi này mắc nhất trong shop luôn hay gì á, 3 triệu mấy còn 4 triệu em. Được, chất dạ. Mình này có nè, Tempo nè. Tempo 8 hả? Tempo 9 nè chứ. Đúng rồi, Tempo 9. Bữa anh có mua một đôi đá World Cup nè. Mercurial mới nè, màu đúng đẹp luôn. Ok,
Thì mọi người vừa xem xong những cái mẫu giày mà có ở trên shop rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi lựa một cái đôi giày của mình nha. Thì em lựa đôi Adidas XXL của em nha. Ok. Em nãy giờ coi em kết nó quá. Ủa trước giờ có mang Adidas nào chưa mà bữa nay chọn Adidas vậy? Chưa anh, em trước giờ em mang Nike không à. Có biết form dáng hay là tìm hiểu nó chưa mà? Chưa, tại thấy em mấy idol Salah rồi mang mấy đôi này đẹp quá. Ghiền ghiền đúng không? Cái đôi giày mà dành cho những người có cái bàn chân thon gọn nha mà đậm chất, tốc độ, và ở trên thân giày thì nó được in logo ba sọc truyền thống của họ. Và nhất là về cái phần đuôi nè, cái logo ba sọc này được trải dài ở cái phần đuôi giày của mình. Thì cái đôi giày này được làm bằng lưỡi gà liền thân. Nhưng mà cái lưỡi gà này thì nếu mà những cái người mà có cái chân hơi to thì mình sẽ khó mà rõ vào được nha. Còn cái đế của nó thì nó được là giống như ở trong phần trong này, nó được làm bằng cái đế trong suốt nè. Mình thích thì mình mua thôi, trải nghiệm thử. Đồ đo sai hay gì không anh? Tại em chưa bao giờ mang Adidas, không biết sai nó sao. Ok, để anh kêu bạn kia cho em mượn cái thử cái sai. Ok, cảm ơn em. Thì cái việc mà những cái hãng giống như là Puma, Adidas, Nike hay là Deporte hay Soma đưa ra những cái thông số, những cái số liệu về cm, những cái thông số mà chỉ để dành cho những cái đôi giày của mình, nó rất là riêng với, rất là khác biệt nha mọi người. Cho nên là chứ không phải là mọi người đến đây để mọi người chọn một cái đôi giày lúc trước mà mọi người mang Nike 41 thì sau đó mọi người mang Puma thì mọi người không phải mang 41 nha mọi người. Là như vậy thì Thanh Hùng Futsal sẽ có một cái thiết bị để đo chân cho mọi người. Thì mọi người lúc này rồi mọi người có thể đến đây để trải nghiệm thử cái dụng cụ này, để mình biết được là chân mình nó thuộc size gì và số như thế nào. Mình đứng dậy để mình đo chính xác nhất nha. Ok. Dạ, mình để chân phải cho chú em. Dạ. Anh có quen mang sát mũi không anh? Hay là dư mũi xíu ạ? Anh thích mang sát mũi à. Dạ, nếu mà mình mang sát mũi thì mình có thể mang size 42 được ạ. Tại vì cái móng mình là ngay cái số 8,5 nè. Dạ, là size 42. Và nếu mà mình muốn mang thoải mái chút xíu thì mình có thể mang size 42.5. Còn về cái chiều ngang này thì sao em? Mấy cái cục này. Dạ, cái này thì mình để ép cho chân mình thẳng để đo chiều dài cho chính xác thôi. Còn về bề ngang thì chân anh nằm ở dạng 3A nè, thì thuộc dạng là chân bè bình thường thôi chứ cũng không bè quá. 3A hả? Dạ. Ở đây là sẽ có thông số 4A nè, 3A nè, 2A nè. Thì ở trong cái bảng A này thì gọi là chân bè vừa thôi chứ không có quá bè. Dạ. Còn cái nút này? Còn cái này kiểu như là để cho mình vừa cái đốt xương ngón cái nè, để mình đo chính xác nhất cái độ bè. Tại vì độ bè là mình sẽ phải đo về cái chỗ nào bè nhiều nhất. Thì thường thường là ngay cái xương ngón cái cho nó sẽ là mình nhiều khớp vậy đó. Dạ. Đúng rồi. Giờ đang size giày 41 là size 8, nhưng mà mình không có biết được là chân mình bè nhiều hay bè ít gì hết, cho nên là hôm nay mình sẽ đo thử để mình có một sự lựa chọn cho một cái đôi giày phù hợp nhất có thể nha mọi người. Dạ. Đứng lên đúng không? Mình để sát gót cho chú em. Sát gót vô. Dạ. Chân anh là do là đang mang vớ rồi cho nên là sẽ không chịu tháo vớ nữa, thì mình có thể mang size 8 US được ạ. Dạ, là sát mũi luôn. Nếu mà sát mũi, nhưng mà thường thường anh thì đó giờ mang size 8 nhưng mà anh nhìn ở đây nó thấy nó có vẻ nó hơi dư ra một chút nè. Dạ, nếu mà 8.5 chắc dư nhiều không ta? Dạ, cũng không dư nhiều, tầm 0.5, tại vì bình thường nếu mà anh đo không có vớ á thì sẽ trừ 0.5 cm. Còn tại vì do anh đang mang vớ rồi, với lại vớ này là vớ dày cho nên là em sẽ lấy sát mũi luôn, là vừa với phần vớ luôn rồi. Ngang của mình là nằm ở A2 ạ, là sẽ bè hơn so với anh lúc nãy một chút xíu. Thì chân này gọi là chân bè nhiều nữa anh. Hèn chi anh mang mấy đôi mà thon thon không mang được nha. Dạ. Vậy bây giờ em lấy cho anh thử đôi Puma Ultra 1.3 Rocket nha. Anh đang thích đôi đó. Dạ. Với dòng Puma thì mình mang 40.5 là sẽ vừa. Ok. Quá ôm quá khít luôn mọi người ơi. Hy vọng là khi mà mình mang trải nghiệm vài trận thì nó sẽ giãn ra theo cái bàn chân của mình, tại vì chân mình là chân bè. Nhưng mà cái dòng giày mình thấy ở đây thì nó hơi thon nha mọi người, nhưng mà mang rất là kiểu cảm giác
rất là cảm giác luôn anh em. Đế thì nó hơi cao cao nha, mình thích rất là mày, thích cái dòng đế cao như thế này. Chưa bao giờ mà mình mang những cái đôi mà có cái dòng đế thấp luôn. Tính tiền cho anh đôi này. Lấy đôi này luôn anh em. Ok, vừa lấy thôi. Cho anh chạc thẻ đi. Dạ. Để anh chạc cho em xíu rồi có gì em gửi lại cho anh cũng được. Anh cho anh số điện thoại đi nha. 0977. Dạ, em gửi anh hóa đơn với lại thẻ. Bỏ hộp này. Dạ. À, em có tặng cho mình một vớ, một ba lô nữa nha. Ok. Thì ở đây mua giày được bảo hành 3 tháng. Tặng một đôi vớ và một cái ba lô nha anh em. Ưu đãi khá nhiều luôn, đeo thử coi. Cái ba lô này thì cho em nha, còn cái vớ anh lấy nha. Anh thích vớ. Ba lô đẹp đó bộ anh. Đẹp vừa, nhỏ gọn. Dạ, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em. Như vậy thì mình đã kết thúc một ngày đi mua sắm shopping tại shop Thanh Hồng Phú Xanh. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho mình. Bye.